Với những người đã theo dõi Premier League trong khoảng thời gian 5-6 năm trở lại đây, đặc biệt là quãng thời gian mà Tottenham bắt đầu nổi lên, trở thành một thế lực tại xứ sương mù, không quá khó để chỉ ra rằng vị trí sở trường của Eriksen là tiền vệ tấn công, với vai trò là nguồn sáng tạo chính của đội bóng có biệt danh là gà trống thành London. Sau này, khi Pochettino sử dụng Dele Alli ở vị trí số 10, Eriksen được để sang cánh phải nhưng vẫn giữ nguyên vai trò của một playmaker và thường xuyên hoạt động xung quanh khu vực nách trung lộ lẫn gần vòng cấm. Khi chuyển sang Inter, bên cạnh vị trí số 10 quen thuộc, tiền vệ người Đan Mạch còn được thử sức ở vị trí tiền vệ trung tâm với vai trò của một deep lying playmaker trong sơ đồ 3-5-2 của Conte và có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Về điểm mạnh là một playmaker theo trường phái cổ điển, tất nhiên khả năng chuyền bóng của Eriksen phải là cực kỳ ấn tượng rồi. Với nhãn quan tinh tưởng cùng bộ kỹ năng chuyền bóng xuất sắc, tân binh của Mân Đạt có thể thực hiện những đường chọc khe vô cùng ảo diệu, mở ra những cơ hội mà không ai có thể nghĩ tới được. Những đường tạt bóng của Eriksen cũng là rất lợi hại khi nó luôn có độ cong và lực đi vừa tầm, đặt các đồng đội và những tư thế không thể nào thuận lợi hơn. Chính nhờ thứ vũ khí này mà việc xếp Eriksen tại khu vực half-back trái như Brentford sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, khi anh có thể trở thành một phiên bản Kevin De Bruyne 2.0 với những pha tạt chết người của mình. Không chỉ vậy, Eriksen còn sở hữu một giải chuyền bóng rộng, giúp anh có thể thoải mái kiến thiết từ phía dưới với những đường chuyền theo kiểu ping pass thương hiệu của Andre Pirlo nếu được yêu cầu. Nhờ đó, mặc dù không có mặt ở phần sân đối phương, cựu cầu thủ của Tottenham vẫn có thể tạo được sức ảnh hưởng tới khâu tấn công của toàn đội. Dù vậy, vẫn còn đó rất nhiều tình huống Eriksen thực hiện những pha bóng rất ẩu, làm đội bóng của anh mất đi kiểm quyền sát bóng không đáng có. Dẫu biết là một playmaker liều ăn nhiều, thế nhưng cựu cầu thủ Brentford sẽ cần phải tiết chế lại điều này nếu muốn chơi trong hệ thống thiên về kiểm soát như Ten Hag. Tuy nhiên, chỉ mỗi chuyền bóng thôi là chưa đủ để biến Eriksen trở thành một playmaker hàng đầu thế giới. Thứ khiến tiền vệ người Đan Mạch nổi bật hơn so với phần còn lại đó là nằm ở khả năng đưa ra quyết định cực kỳ chính xác và nhanh gọn trong từng pha bóng. Điều này được thể hiện qua những tình huống chuyền bóng áp lực cực kỳ chính xác của anh, hay những pha xử lý trong không gian hẹp chỉ với vài chạm đơn giản mà tinh tế. Chưa hết, Eriksen còn rất khôn ngoan trong việc lựa chọn vị trí nhận bóng từ các đồng đội. Anh luôn biết phải chiếm lĩnh những khoảng trống nào và điều chỉnh cơ thể ra sao để nhận bóng trong tư thế tối ưu nhất để tiếp tục phát triển tình huống bóng. Với dòng máu Ajax chảy trong huyết quản, dễ hiểu khi Eriksen luôn có xu hướng di chuyển tạo ra nhiều liên kết với các đồng đội nhất, mở ra vô số các góc chuyển hướng tới mình. Từ đó, mở ra việc luân chuyển bóng qua các khu vực trở nên dễ dàng hơn với đội bóng của mình. Khả năng dứt điểm của cựu tiền vệ Ajax này cũng là thứ không thể xem nhẹ được. Mặc dù không có những cú nã đại bác tầm xa như Kevin De Bruyne, Bosco hay Fjallraven, nhưng Eriksen vẫn làm rất tốt nhờ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm của mình, nhờ những cú úp mù chính xác khiến bóng đi chìm vào hiểm hóc, hoặc những pha đặt lòng khéo léo đủ để đánh bại những thủ thành xuất sắc nhất trên thế giới. Nhưng Eriksen xuất sắc bao nhiêu ở mặt trận tấn công thì anh lại tạ bấy nhiêu trong khâu phòng ngự. Với thân hình mỏng cơm cùng lối đá không quyết liệt, dễ hiểu khi khả năng tranh chấp của Eriksen không quá tốt. Đây sẽ chẳng phải là vấn đề lớn nếu như anh được thi đấu ở vị trí số 10 quen thuộc như thời Tottenham. Nhưng khi phải đá triple pivot hay số 8 lệch như ở Inter hay Brentford, điều này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vì lẽ đó nên, muốn tối ưu được Eriksen thì tốt nhất nên xếp anh thi đấu bên cạnh những cầu thủ có khả năng cản quét hoặc là dọn dẹp tốt như Christian Nurgas, Vitaly Janets cùng Matthias Jensen tại Brentford, hay Brozovic hay Nicolo Barella tại Inter. Tuyển thủ Đan Mạch này cũng không phải là một cầu thủ có tốc độ tốt. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tham gia phòng ngự và cover các khoảng sân của Eriksen, khiến cho vị trí của anh trở thành điểm yếu dễ dàng bị khai thác trong những tình huống phòng ngự, đặc biệt là những pha chuyển trạng thái nhanh. Cuối cùng, với những hạn chế về thể lực cũng như tốc độ, cộng với lối đá có phần thiếu quyết liệt, rõ ràng Eriksen không thể nào có khả năng pressing xuất sắc. Vậy, Erik ten Hag đã làm gì khi lắp Eriksen vào đội hình quỷ đỏ cho phù hợp? Phương án đầu tiên và có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất, đó là cho cầu thủ người Đan Mạch được thi đấu đúng vị trí số 10 sở trường của anh. Mùa trước, Lovbrok vẫn là một trong những vấn đề nan giải của Mân Đạt. Phần lớn là do họ không có một cá nhân nào đủ xuất sắc để chiếm lĩnh zone 14 và các khu vực lân cận. Với Eriksen,
Mân Đạt sẽ có một trong những playmaker xuất sắc nhất của Premier League trong khoảng 10 năm trở lại đây. Và quan trọng nhất, anh sẽ luôn có mặt ở những vị trí nguy hiểm quanh khu vực sát vòng cấm, chứ không vượt vờ khắp sân như ông gầy người bù nào đó. Điều này sẽ giúp những pha tấn công của Quỷ Đỏ có sức sát thương lớn hơn rất nhiều và giúp họ dễ dàng hơn trong việc xuyên thủng các khối lao block. Nếu thầy 10 vẫn tìm Bruno ở vị trí tiền vệ tấn công, Eriksen có thể được kéo xuống đá The Previous và đảm nhận của một vai trò Deep Playing Playmaker. Lúc này, Eriksen cộng một máy quét chơi bên cạnh sẽ là đủ để đội bóng chủ sân Old Trafford chiến ngon ở mùa giải tới. Những tình huống chuyển trạng thái nhanh, đánh vỗ mặt cặp pivot của đối thủ là thứ mà thầy 10 phải lo ngại nhất, đặc biệt là khi cả Casemiro lẫn Eriksen đều không xuất sắc trong việc chống phản công. Do đó, muốn giấc mơ này thành hiện thực chỉ có trông chờ vào việc ban huấn luyện của Mân có thể cải thiện được khả năng phòng ngự của cả hai cầu thủ này. Bên cạnh đó, thầy 10 cũng sẽ phải hy sinh đi phần nào khả năng thủ cánh để sử dụng các invested fullback bó vào trong nhằm bọc lót tốt hơn cho tuyến dự ý hẹ này. Để tóm lại, Christian Eriksen là một thương vụ chấp nhận được đối với đội bóng chủ sân Old Trafford. Mặc dù nó không gãi đúng chỗ ngứa của họ, nhưng với sự có mặt của Eriksen, Quỷ Đỏ sẽ có nhân sự dày đặc ở tuyến giữa và có thêm nhiều phương án triển khai lối chơi hơn. Thế nhưng, với những hạn chế trong khâu phòng ngự cùng tiền sử chấn thương nghiêm trọng, rất khó để kỳ vọng tiền vệ người Đan Mạch có thể ra sân thi đấu thường xuyên cho Manchester United tại mùa giải năm nay. Do đó, trở thành một quân bài chiến lược xoay tua cho các vị trí số 10, 8 hay 6 lúc này sẽ là lựa chọn đúng đắn và thích hợp nhất cho Eriksen. We'll be right back.